Chào các bạn, hôm nay mình lại gửi đến các bạn một bài chia sẻ về Costco 16 bí quyết để mình mua được nhiều hàng mà trả ít tiền. Thì như thế nào, mời các bạn theo dõi nha. Thì đầu tiên đó là các bạn nên nhớ rằng những cái nhãn giá gọi là tag price, nó có những cái số ở trên cái nhãn giá đó, nó luôn luôn cho mình biết được cái tình trạng cái món hàng đó đang được giảm giá như thế nào và cái tình trạng món hàng đó tốt xấu như thế nào. Thì tất cả những cái tag price gọi là cái nhãn giá nó tận cùng là con số 7, chẳng hạn như 97, thì mình để ở trên này để cho các bạn tham khảo đây nè. Đó, 97 thì nghĩa là món hàng này đã được giảm giá từ giá gốc. Họ đã có một cái special discount từ chính hãng. Các món hàng có cái tag giá tận cùng với những con số như là 49, 79 hoặc 89 thì đó là các món hàng đang được bán với cái giá regular price bình thường. Những cái nhãn giá mà tận cùng với cái dấu thì những cái nhãn giá mà có những cái dấu hiệu giống như gọi là cánh hoa ngôi sao như vậy nè, thì đây là những mặt hàng họ muốn bán ra và không muốn chứa lại trong kho nữa, cho nên cái giá lúc nào những mặt hàng này cũng là cái giá giống như clearance price vậy đó, là cái giá sale mà thấp nhất. Và những cái nhãn giá tận cùng bằng số 88 hoặc là số 00 đó là biểu thị cho tất cả những mặt hàng này là những mặt hàng được return trở lại và những mặt hàng này được khách hàng mở ra và trả lại. Có khi cái hộp nó bị hư nhưng cái tình trạng của món hàng vẫn ở trong good condition, tức là trong tình trạng tốt. Đương nhiên những cái món hàng mà được tháo cái hộp ra hoặc return trở lại thì manager họ sẽ mark cái giá bao giờ cũng phải là giá thấp so với cái giá gốc của món hàng. Cái phần thứ hai mình muốn giới thiệu với các bạn đó là mình khi mình mua sắm trên Costco online đó, các bạn nhớ cho là cứ mình mua 250 đồng trở lên thì mình sẽ được giảm 25 đồng. Bất cứ mình mua cái gì, món gì. Nếu mà bạn và gia đình mua sắm nhiều và hay book những cái travel tour, đi du lịch chỗ này chỗ kia đó, thì bạn nên mua cái member 120 đồng cho một năm. Thì đây là lựa chọn tốt nhất, bởi vì cái member này nó cho bạn cashback lại 2% cho bất cứ món hàng nào bạn mua trong năm. Ngoài ra nó cũng cho bạn tích lũy điểm khi bạn book những cái travel tour. Còn nhưng nếu mà bạn mà suy nghĩ cái số 60 đồng và 120 đồng thì những số tiền cashback 2% này cũng với những cái promotion khác thì nó nhiều khi nó vượt hơn 60 đồng của cái tiền chênh lệch của standard membership. Nhưng mà đó là dành cho những người mà hay đi du lịch rồi hay mua insurance hay là mua thêm những có những dịch vụ khác mình xài thì mình dùng 2% đó nó mới có lợi. Còn nếu như mình chỉ mua ít đồ ở Costco mỗi tháng thì mình nên xài cái membership standard, tức là membership bình thường 60 đồng là đã đủ lắm rồi. Mình không cần phí thêm 60 đồng nữa để mua cái membership cao hơn. Và một cách mà hữu hiệu nhất để các bạn thường ngoài những cái discount tại tiệm của Costco họ xuống giá thì bạn nên dùng những cái trang như Rakuten, Top Cashback, Ibotta, Checkout 51, Fetch Rewards để bạn nhận thêm được những cái cashback rebate hoàn lại khi mà bạn mua online, thì bạn sẽ được hoàn lại từ 3 đến 10%, có khi lên đến 15% khi mua online, và bạn được cashback lại những cái món hàng trực tiếp từ các tiệm khác ngoài Costco nữa, chứ không phải chỉ Costco không, những cái tiệm khác rất là nhiều như Target, Walmart, CVS, Walgreens, Macy's, GC Penney. Thì bạn sign up vào những cái trang web như Rakuten, Top Cashback, Ibotta này á, thì trước khi vào cái trang Costco để mua sắm online của Costco đó, thì bạn vào cái trang chính này, thì trong trang chính này họ cũng dẫn bạn đi đến trang Costco hoặc họ cũng dẫn bạn đi đến cái trang Macy's, GC Penney hay là Amazon
hay là bất cứ cửa tiệm nào hết, bởi vì những cái trang Rakuten, Top, Cashback, Ibotta nó có cả trăm cái cửa tiệm để mình mua online và mình mua tại tiệm. Thì mình sử dụng cái những cái trang này mình sẽ được hoàn lại tiền. Chứ còn nếu mình không sử dụng cái trang này, mình lên thẳng Costco thì mình không có được hoàn lại 3 cho đến 10, 15% thì cũng uổng phí cái số tiền đó. Thì ở đây mình đã để sẵn cho các bạn cái đường link để sign up vô Ibotta. Thì các bạn cứ việc bấm cái đường link này, và ở trong cái phần mô tả của video mình cũng sẽ để lại những cái đường link để các bạn dễ mà sign up vào. Thì khi các bạn sign up vào Ibotta đó, các bạn sẽ nhận được 10 đồng miễn phí cho cái lần sign up đầu tiên này, và các bạn cũng được hoàn tiền 3 đến 15% khi mua sắm online tùy tùy theo cửa tiệm. Cũng giống như có những cái cashback trên cái món hàng mình mua tại tiệm, thí dụ mình mua cái kem đánh răng đó ở Target là 4 đồng, nhiều khi Ibotta họ cho mình cashback lại cái số tiền đó, tức là họ hoàn lại số tiền đó cho mình hết 3 đồng rồi mình chỉ trả có 1 đồng, có khi họ hoàn lại 4 đồng, có khi cái món hàng đó là free. Và cách thức để sử dụng cái Ibotta app cũng như Ibotta website này như thế nào thì mình đã có làm một video về Ibotta và Factory World trong cái mục kiếm tiền của cuộc sống Mỹ 36 năm, các bạn cứ coi lại những video đó ha. Thì ngoài ra thì các bạn nên nhớ là khi các bạn sign up vào cái link này, các bạn nhớ có cái phần cái code này nè, là cái code này các bạn đánh cái code này vào để các bạn lấy chọn 10 đồng tiền sign up miễn phí. Và kế tới đó là các bạn sẽ sign up trên Rakuten. Rakuten họ cũng cho mình 10 đồng miễn phí khi mình sign up. Và khi mà mình mua online họ cũng hoàn tiền lại cho mình từ 3 đến 10, 15% tùy theo cửa tiệm. Mình để sẵn cái này cho các bạn tham khảo, như là Onivi thì họ cho lại 4%, hay là Nike thì 10%, Verizon thì là 5-7%. Những cái phần trăm này nó sẽ thay đổi liên tục chứ không phải lúc nào nó cũng cố định. Có khi hả, hôm nay cái tiệm Onivi chỉ có 4%, nhưng có thể 2 tuần sau tiệm Onivi sẽ cho là 10%. Cho nên á hả, là dù gì đi nữa mình lấy lại phần trăm của số tiền này cũng là một cách mình tiết kiệm được thêm một số tiền cho mình. Thì cái đường link mình cũng để sẵn ở đây cho các bạn. Và cái trang kế đó là cái trang Top Cashback, là cũng có những cái cho mình chương trình là lấy tiền lại khi mình mua sắm online 5 đến 10, 15%, và cho mình cũng cashback lại cái số tiền của món hàng mình mua tại tiệm. Như vừa rồi ở Macy họ có bộ nồi 16 với 65 đồng, nhưng mà sau khi mình cashback trên Top Cashback này đó, cái bộ nồi chỉ còn có 15 20 đồng thôi. Cho nên là nó có nhiều cái lợi lắm, mà những cái này hoàn toàn free, cho nên mình không xài thì rất là uổng. Cho nên mình cố gắng mình đăng lên mình giới thiệu để cho các bạn tham khảo. Costco coupon á, coupon book đó họ gửi về nhà cho các bạn thì đồng nghĩa là họ cũng đã thay đổi cập nhật giá cả lên trên tại Costco. Cho nên các bạn lỡ mà có mất cái tập coupon đó các bạn cũng không có lo lắng gì hết, bởi vì vào đến tiệm là những cái giá đã được sale, đã được discount rồi, là họ đã thay đổi giá cả rồi. Cái số 6 là để mà mình có được tiết kiệm thêm khi mình mua hàng, sau khi Costco họ đã đăng cái giá final price là họ thay đổi giá cả theo những cái discount của chính hãng rồi đó, thì các bạn cũng có thể lên những cái coupon.com, printable coupon, listdeal.com, coupon code, và C cũng giống như BG, goodeveryday.com. Những trang web này luôn luôn có rất nhiều coupon để cho các bạn in và cắt ra. Mình phòng khi mình đi đến Costco có những món hàng Costco họ không có coupon giảm giá cho món hàng đó, thì mình vẫn có những cái coupon này để mình có thể đưa cashier họ scan qua và mình sẽ được giảm giá cho những món hàng mà Costco không có giảm giá. Số 7 đó là một năm Costco có 4 lần sale, ngoài những đợt sale lớn như Black Friday, Christmas, New Year thì họ có 4 cái lần sale đó gọi là The End of Sale, tức là nó gọi là The End of Season Sale, tức là cái sale của cuối mỗi mùa.
thì tất cả những cái mặt hàng sale này sẽ được sell off như là liên doanh sale với cái giá thấp nhất và cuối cùng nhất, để làm chi vậy, để họ dọn mặt bằng để họ chuẩn bị chân hàng cho cái mùa kế tiếp. Cho nên các bạn chú ý đến những cái sale này để mình mua được cái giá rất là thấp ha. Cái số 8 là khi mà bạn đi mua sắm ở Costco hay là mình đi mua sắm ở bất cứ tiệm nào, nhiều khi mình hay mua vượt quá cái ngân sách mà mình dự định, là bởi vì nhiều khi có những món á, mình thấy mình chưa có cần nhưng mà tại mình thích quá cho nên mình mua. Cho nên để tránh tình trạng này thì các bạn ghi xuống một cái list trên điện thoại hoặc trong một tờ giấy là những món nào mình thật cần. Cái số 9 đó là Costco có chương trình 30 ngày hoàn lại tiền chênh lệch của món hàng bạn mua. Thí dụ như hôm nay bạn mua cái món hàng đó ở Costco là 20 đồng, nhưng mà sau vài ba ngày bạn phát hiện ra rằng cái giá nó rẻ hơn cái lúc bạn mua, thì bạn chỉ việc đem cái receipt đó đến Costco hoặc bạn gọi điện đến customer service ở Costco thì họ sẽ điều chỉnh lại giá cho bạn, và cái số tiền sẽ hoàn lại cho bạn. Nếu bạn mua bằng thẻ thì họ sẽ hoàn lại trong vòng 3 đến 5 ngày, còn nếu như mà bạn mua tiền mặt thì họ sẽ trả liền tiền mặt cái chênh lệch đó cho bạn. Cái số 10 đó là Costco Black Friday thường thường bắt đầu từ 1 tháng 11 cho đến 29 tháng 11, thì nó có 4 4 tuần, với lại mỗi một tuần nó có những đợt sale từng mặt hàng, là mình ghi trên đây cho các bạn. Là số 11 đó là 7 món hàng hóa làm nên thương hiệu của Costco mà ai cũng nên mua và mình nên xài, bởi vì đó là cái thương hiệu để làm nên tên tuổi của Costco, khiến cho Costco nổi tiếng với cái giá mua lẻ mà giá xỉ. Đó là cái nhãn hiệu Kirkland, là cái nhãn hiệu độc quyền của Costco, cho nên giá bao giờ cũng rẻ so với những mặt hàng cùng loại nhưng mà khác tên. Và thứ hai là mình đổ xăng ở Costco bao giờ mình cũng rẻ từ 15 đến 20% so với các cây xăng khác bên ngoài. Thứ ba là các loại gift card như là game gift card hay là những cái loại gift card khác, nó đều rẻ hơn từ 20 đến 25% so với những nơi khác. Thí dụ như một cái thẻ gift card cho restaurant bạn mua 100 đồng nhưng bạn chỉ trả có 75 đồng tại Costco thôi. Rồi các mặt hàng điện tử bao giờ giá nó cũng thấp hơn các nơi khác. Và vỏ xe, xà bông, giấy, toilet, vitamin, skin care, khăn tắm, quần áo, mattress luôn luôn là được bán lẻ với giá xỉ. Rồi dầu ăn, thịt, cà phê, cereal, cheese, liquor, gà roti làm sẵn và hot dog. Đó là những cái mặt hàng chiến lược của Costco mà không nơi nào có thể so sánh và mà có thể là đánh bại được giá của Costco hết. Và cái cuối cùng đó là ở Costco họ luôn luôn có những cái free sample food và những cái free product tại tiệm để cho mình thử. Cái membership, cái thẻ Costco của mình không chỉ dùng trong nước Mỹ không, mình có thể mang theo khi mình đi du lịch, mình có thể dùng ở tất cả các nước nào mà có Costco, chẳng hạn như là Taiwan, Japan, United Kingdom, Úc, rồi Korea, rồi bất cứ nơi nào mà mình du lịch tới mà đất nước đó có cái tiệm Costco, mình vẫn mua sắm và vẫn hưởng được những cái lợi ích theo cái membership của mình ha. Cái số 13 là thường thường mình hay chia sẻ số lượng hàng hóa với bạn bè để mình có thể mua được cái giá rẻ nhất. Thí dụ mình chỉ cần có một bịch giấy Scott là 12 pack, 12 cuộn, nhưng mà giá 12 cuộn nhiều khi nó là 12 đồng. Nhưng mà nếu mình mua một pack 36 cuộn giá nó chỉ có 25 đồng. Cho nên là mình share với bạn bè thì tính ra mỗi người á hơn 12 cuộn nhưng mà chỉ trả chỉ có 9 đến 10 đồng, thì nó có cái lợi của đó. Số 14 là ở Costco họ luôn luôn có một cái dịch vụ gọi là free tech support, tức là cái dịch vụ về kỹ thuật. Khi bạn mua đồ điện tử như TV, camera, computer, laptop, tablet thì khi bạn gặp những cái trục trặc gì đó thì bạn gọi cái số mình để dưới này cho các bạn rằng 1-866-861-0450 để các bạn có thể gọi để họ giúp đỡ mình giải quyết những cái vấn đề về kỹ thuật. Nếu như cái vấn đề kỹ thuật đó không giải quyết được thì có thể họ có những cái phương pháp là cho mình đổi lại cái mới cái khác. Bởi vì nhiều khi có những cái smartphone hay những cái laptop mình đã lỡ download những cái software của mình rồi, bây giờ mình không muốn làm tới làm lui cho nên mình nhờ họ để họ chỉnh sửa lại cho mình.
thì dịch vụ này hoàn toàn miễn phí 100% sau khi mình mua những mặt hàng điện tử. Cái số 15 đó là bạn biết không, nhân viên ở Costco họ luôn luôn biết rằng mình đã return lại hàng hóa trong năm bao nhiêu lần. Cho nên nó nhiều khi mình return 5 lần, 10 lần, 20 lần mình nghĩ họ không biết, nhưng họ có report trong cái máy computer và họ có lưu giữ thông tin. À, mình return đến một cái mức nào đó thôi chứ nhiều quá là họ sẽ biết cái điều này. Và số 16 là bạn nên đi shopping Costco vào ngày thứ ba, thứ tư và thứ năm trước 4 giờ 30, tức là mình đi từ sáng đến trước 4 giờ 30 chiều thì luôn luôn là vắng và mình thanh toán rất nhanh, mình không tốn nhiều thời gian chờ đợi để mà check out hay thanh toán. Thì đây là tất cả 16 cái bí quyết để mà mình có thể mua sắm vừa rẻ vừa tốn, vừa được giá rẻ vừa đỡ tốn thời gian. Mình hy vọng đã mang đến một vài chia sẻ để các bạn tham khảo. Nếu các bạn thấy video này của mình có hữu ích thì mong các bạn đăng ký, like và chia sẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha.